Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm tương tại nhà. Với cách làm này thì các bạn sẽ có một món tương rất là ngon. Để thực hiện thì các bạn cần chuẩn bị cho mình, thứ nhất là đỗ tương. Các bạn chọn mua đỗ tương 1 kg, mốc tương cũng 1 kg, và muối thì các bạn cho từ 1,5 đến 2 kg, bởi vì nếu như cho muối ít thì tương sẽ bị chua. Và nước đun sôi để nguội khoảng 5 lít. Các bạn lưu ý là mốc tương ở đây sẽ là các bạn dùng mốc gạo, không nên dùng mốc ngô nhé, bởi vì mốc gạo thì làm tương sẽ ngon hơn ở gốc ngô. Về phần muối thì các bạn lưu ý là muối ăn thì mình làm thì sẽ hơi mặn, để cho tương để được lâu và không bị chua nên muối. Đỗ tương thì sau khi các bạn mua về thì các bạn sẽ nhặt bỏ qua những cái hạt hỏng mốc rồi các bạn đem đi rang. Thì rang thì các bạn lưu ý là rang đến khi có mùi thơm và có màu vàng hơi sậm một chút, bởi vì nếu như các bạn rang nhạt thì tương sẽ bị chua, và nếu như rang quá cháy thì tương sẽ không ngon. Các bạn sẽ cho lên bếp rang. Cái này cũng rất dễ thôi, các bạn để nửa vừa. Và khi mà rang xong thì các bạn sẽ cho, theo kinh nghiệm của mình thì mình sẽ cho vào ngâm để nguội, và các bạn sẽ ngâm vào nước, cái nước đun sôi để nguội đó. Các bạn sẽ ngâm đến khi hơi mềm thì các bạn sẽ cho vào máy xay sinh tố để các bạn xay. Thì theo sở thích, nếu như muốn để to thì các bạn xay ít, mà nếu mà để muốn mịn thì các bạn sẽ xay nhiều hơn. Và cũng tùy từng bạn, thì các bạn để tiện thì các bạn có thể rang xong để nguội, các bạn mang ra hàng vỡ đỗ hoặc là xay bột, các bạn vỡ theo kích thước mà các bạn muốn. Tuy nhiên thì có nhiều người lại muốn nhỏ, còn mình thì mình lại thích để hạt hơi to một chút. Và đây khi mà cái hạt đỗ đã mềm thì các bạn sẽ cho vào máy xay. Các bạn xay thì khi mà ngâm rồi thì xay cũng rất là dễ và rất là nhanh, và làm tại nhà luôn thì không phải ra ngoài hàng nữa. Và đây là thành phẩm mà sau khi mình đã xay, thì ở đây thì mình xay vẫn còn một số hai cái nửa hạt, và mình thích ăn kiểu như vậy. Nếu như các bạn muốn thì các bạn có thể để máy xay thêm một lúc nữa thì nó sẽ mềm hơn, nhỏ hơn. Sau khi mà xay xong thì các bạn lại tiếp tục cho vào nước 5 lít nước, các bạn ngâm. Cái này ngâm các bạn lưu ý là ngâm trong khoảng 5 đến 7 ngày. Đây là khoảng thời gian để thích hợp nhất. Bởi vì nếu như mà các bạn ngâm chưa đến 5 ngày thì cái tương nó chưa đạt. Và nếu như mà để quá 5 ngày thì tương khi ăn các bạn sẽ bị chua. Hoặc là tùy, nếu như mà thời nóng thì các bạn có thể khoảng 4 ngày là được. Và đây thì mình, sau khi các bạn ngâm đến ngày thứ 3 thì buổi sáng các bạn sẽ đi mua mốc tương về. Các bạn mua mốc gạo nhé, rồi các bạn sẽ trộn với 1,5 đến 2 kg muối. Trước đây là mình hướng dẫn là có lần mình làm sẽ là 1 kg, nhưng mà như vậy thì hơi nhạt nên tương sẽ có bị hơi vị chua. Vì vậy các bạn sẽ điều chỉnh từ 1,5 đến 2 kg, và các bạn trộn đều với muối và mốc. Các bạn cho một chút nước hôm trước đã ngâm đổ vào đây để cho vừa ngập mốc. Sau đó thì các bạn sẽ, đây các bạn sẽ nhìn sền sệt như vậy. Các bạn nhớ là đảo đều để cho muối và mốc quyện vào nhau. Thì sau khi các bạn đã lấy thì các bạn sẽ mang ra ngoài nắng các bạn phơi. Các bạn để phơi nắng khoảng 2 ngày. Thì các bạn phơi nắng như vậy thì tương sẽ ngon hơn, thơm hơn. Và nếu như thì nắng như vậy, nếu mà ban tối thì các bạn lại mang vào. Hoặc là các bạn sẽ có cái dụng cụ để đậy vào tránh bụi. Ở đây thì mình sẽ đậy một chiếc rổ như vậy để thứ nhất là tránh bụi, và thứ hai là tránh con vật bay vào. Thì buổi tối thì các bạn có thể che đậy và các bạn mang vào, hôm sau thì các bạn mang ra. Chúng ta phơi 2 ngày thôi, và đến thì sau 3 ngày này phơi thêm 2 ngày là sẽ là 5 ngày, thì khi đó thì các bạn bắt đầu làm tương được. Sau khi phơi xong đến ngày thứ 5 rồi thì các bạn sẽ trộn tất cả cái hỗn hợp, có nghĩa là cả cái phần đỗ đã ngâm và mốc tương vào với nhau, đủ hết vào. Chúng ta sẽ cho vào một
tô cái tô rồi chúng ta trộn đều lên và chúng ta chỉ việc cho vào âu thôi. Và mỗi buổi sáng thì sáng ra thì các bạn sẽ nguấy đều lên trong vòng 1 tuần. Đây các bạn đựng vào đây, và mỗi buổi sáng thì các bạn lưu ý rằng sẽ mỗi buổi sáng các bạn sẽ nguấy đều lên, và trong khoảng 1 tuần thì sau đấy thì sau khoảng 1 đến 2 tuần thì các bạn đã ăn được rồi. Và mình hy vọng rằng các bạn sẽ thành công với sản phẩm tương này và được mọi người rất là khen. Nhưng lưu ý là các bạn sẽ để tương thật kín nhé, khi lấy ra và khi cắt đi thì các bạn xoáy thật kín vào để tránh cái trường hợp mỡ tương sẽ bị lên váng trắng và có cái con bọ gì giống như ngày xưa mà các bà các mẹ hay làm, và thường tương sẽ để lâu và khi mà lấy ra thì nó xưởng có cái bọ hoặc là cái màng trắng trắng. Và mình hy vọng rằng các bạn sẽ thành công, và chúc hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.